Rồi, hello, xin chào cô chú chị hen. Thì hiện tại em đang ở Patri đó, Bến Tre, đang bán giùm anh chủ nhà hai con bò cái kem tơ của chú chị đó. Bò này thì lụng nó 12 tháng mấy, 13 tháng tuổi nè, nhưng nó hai con này thì xương sóc thì khá to đó, kiểu mẫu thì rất đẹp đó, kiểu mẫu nuôi của chú chị đó. Thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò cái kem tơ này cho cô chú chị xem đó. Thứ xem video của chú chị em xin một like, một đăng ký nha. Em kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai bộ cái kem này cho chú chị xem. Thì đó đây cô chú chị. Đó, con này thì em đo là chiều cao 1m31 ha, 1m3 tới 1m31. Đó. Nhưng xương sóc hai con này thì xương sóc thì khỏi nói luôn cô chú chị. Con này con lấy xương sóc nè. Đó, cô chú chị mình nhìn kỹ ha. Đó, rúng nè. Đó, thì bò này được 12 tháng mấy, gần 13 tháng tuổi của chú chị. Nó cấp mình thì hai con này khá đẹp. Đó, từ cấp mình tướng tá hang xương sóc thì không chê gì luôn. Hai con này thì nó hai con này thì sau này tương lai lên sắc nhất này của chú chị. Đó. Tướng tá cấp mình xương sóc thì rất đẹp ha. Nó móng sò hai con thì đều móng sò cùm đứng thẳng không. Đây, nó thì của chú chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó, con này thì sẽ mặt nó, con này thì có sừng ha, cái mặt nó ống xe dưới nè. Đó, nhìn xe lưng thì nghiêm chỉnh của chú anh chị. Đó, xe lưng thì nghiêm chỉnh ha. Nói chung thì bò lai thì thấy tích thì mình cũng chăm chế chút xỉu. Đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đó, con này cao 1m31 nè, cái qua nè. Qua bự ha cô chú anh chị. Đó. Đít nở dài nở ha. Đó, hai con này thì đít nở dài nở nè. Đó, thì em ghi hình từng con từng chi tiết vậy nè, cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Không có con nào em quan sát là không có nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, con này kỳ chiều cao nó 1m28, 27-28 của chú chị. Đó, con này thì khá đẹp nè. Đó, con lên đây thì đầu trụi ha. Đó, dậu yếm nè, cô chú chị nhìn kỹ nè. Tướng tá con này khổ chê luôn. Đó, rúng đó nè. Đó, cô chú chị thấy đúng không? Đó, cái dàn xương của nó nè. Đây, hai chân trước nè. Đó, rúng ha, rúng thì rúng chiền. Đó, chiền lên tới yếm nè, thấy chưa, chú chị nhìn kỹ chưa. Đây, tướng tá cấp mình này nè. Đây, hai chiền sau nè, chú chị. Xương sóc nữa nè. Đó, và chú chị nhìn xương sóc nữa nè. Bò này xin sao lên tầng nhất, là hai con này lên tầng nhất luôn cho chú chị. Đó, xương đùi nè. Cấp mình ha, lông dao cũng dọn. Đó, móng sò cầm đứng thẳng. Đây, xe lưng. Đó, xe lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Xe lưng thì nghiêm chỉnh nè ha. Đây, con này thì không có xe mặt. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ xuống điện thoại để tìm mình. Mặt mày nè, cấp mình nè, không lấy hết tướng nè, thấy không? Đó, thì anh chủ nhà cũng bán hai bò này giá là 48 triệu. Qua con. Cái đít thì khỏi nói luôn cô chú chị, cái qua trời bá luôn. Qua. Qua kia coi. Rung rung luôn. Qua bự. Đó, cô chú chị thấy không? Cấp mình tướng tá hai con này khá đẹp. Con này thì đít nở dài nở nè, chiều cao 1m27 28 ha. Bò này thì lứa bò rồi cô chú chị. Cái bò này mình mua về ít tháng nó sẽ lên giống liền. Quá. Qua con, qua nè. Ê. Không qua luôn. Đó thì cô chú chị nó muốn mua hai bò này cứ nó muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, bò này thì kiểu mẫu không ha. Con này con lấy thì rất đẹp. Đó, nói chung thì em quay bò nuôi cho cô chú chị mình, em cũng rửa bò. Đó, tướng tá từ dáng dốc ha. Đó, tích nở dài nở xương sóc to. Thì em gửi cho cô chú chị mình đó. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Còn không ưng thì đợi anh kiếm con khác ha. Đây, mặt mày nè cô chú chị. Cái miệng này nè, nhìn cái mặt cái miệng này nè, ăn chắc khỏi nói rồi. Cái lưng của nó thì hết nói luôn. Đó, cô chú chị thấy không? Lưng nè.
ra ngoài cái làm gì vậy? Ra ngoài cho người ta dọn cái. Nó tướng ta nè, đây đít nè cô chú anh chị, đít lưng nè, đó đít lưng rất đẹp ha, tướng ta bò nè, không thấy hết tướng nè, xương sóc nè, cô chú anh chị thấy xương sóc cối không? Đó tướng ta rất đẹp ha, xương sóc thì cối luôn, nói chung hai con này thì xương sóc là bự luôn cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai con bò này thì liên hệ số điện thoại để tàng hình. Không muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó hai con này thì mình mua về mà sau này nó lên sắc nhất đó cô chú anh chị. Hai con này thì chắc cú lên sắc nhất luôn. Tướng tá rất đẹp ha. Đó con nào con nấy dàn xương sóc nè. Nó móng sò cùm đứng thẳng ha. Con nào con nấy dàn xương sóc thì khỏi nói luôn. Đít qua bự nè. Con này chiều cao 1m3 tới 1m31. Đó bò này mình mua về ít tháng nữa nó sẽ lên giống liền, vô nọc một cái là nó phè ra một cái là hết biết luôn của chú chị. Lông da bóng dọn ha, nó mặt mày rất khéo, đít con nào con nấy qua bự. Đó thì mình mua bò sinh sản lựa mấy con qua bự bự như này của chú chị, sao vậy mình sinh sản rất dễ nha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai con bò cái kem tơ này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Có xương sóc con nào con nấy thì hết nói luôn thấy không, không chê gì luôn, tương tự tướng tá. Con này thì đít nở dài nở ha, nó đứng ưng quay đây không. Con này dàn xương sóc nó xương sóc cối luôn. Con này mỏ đỏ qua đỏ móng đỏ ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai bò này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng cặp bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tầm hình. Đó anh chủ nhà cũng bán cặp bò này giá là 48 triệu. Đó giá này thì chốt luôn nha cô chú anh chị. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai bò này em cũng gửi đến cho cô chú anh chị mình xong. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ý để bây giờ để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình hình ảnh của hai con cái kem lứa ha. Đó, bò này thì được bò 9 tháng tuổi không? Bò này 9 tháng tuổi không? Bò này 9 tháng không? 8 mấy 9 tháng không? Mới 7 tháng mấy cô chú anh chị, anh chủ nhà nó mới 7 tháng mấy à. Nó mới cứng cứng 7 tháng ha. Đó con này là em đo chiều cao 1m22 nè, con bên kia thì chiều cao 1m17. Đó thì con này bên đây thì kem đỏ ha, còn bên kia thì pháp kem. Đó nhưng nói chung thì hai con này thì xương sóc rất to của chú chị, trúng thì đẹp nè. Đó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nè. Đó sẽ lưng thì nghiêm chỉnh của chú chị, hai con này thì em quan sát thấy mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh á. Hôm đó thì sẽ mặt cũng nghiêm chỉnh nè. Sẽ lưng cũng nghiêm chỉnh nè của chú chị. Nó như hai con tướng tá rất đẹp ha. Xương sóc nè, móng sò cùm đứng thẳng nè của chú chị thấy kỹ không? Đó rúng nè. Đó hiện tại nó chưa rụng hết ba lông máu luôn, mới 6 mấy 7 tháng thôi chú anh chị. Đây con này thì 4 vú. Đó hai con này thì đều 4 vú con chú anh chị. Con này thì pháp kem ha, pháp kem trắng qua đỏ mà ngõ đỏ móng đỏ. Đây lưng nè, lưng thì lưng đôi ha, cấp mình thì khá đẹp của chú chị. Nó tướng tá cấp mình con này nè khá đẹp ha. Đó của chú chị thấy không, nó rúng nè, nó xương sóc nè, móng sò cùm đứng thẳng. Nói chung hai con này thì xương sóc to, mới 7 tháng mấy 7 tháng bò và xương sóc to của chú chị. Con này chiều cao 1m17, còn kia chiều cao 1m21-22 á. Đó thì chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó anh chủ nhà cũng bán hai bò này giá là 38 triệu ha. Đó thì nó cái giá 38 triệu này anh còn thương lượng chút xíu thì xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Nói chung là cũng thương lượng chút bít rồi nghe cô chú chị. Đó thì bà con nào muốn mua thì điện cho em. Đó muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Đó đít nè, đít nở dài nở ha. Qua bự. Đó lưng thì lưng đôi.
Còn hôm nay nè, hôm nay thì kem đỏ. Này, hôm nay tướng tá nè cô chú chị. Đó. Hai con này có giá là 38 triệu. Thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, thấy chưa? Xương sóc nè. Nói chung thì hai con này thì xương sóc khá to, chân móng rất đẹp ha. Nó móng thì móng sò không à. Không con nào móng dép móng hài gì hết. Không mà chân quy nữa ha. Nó cắp mình rất đẹp. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này, con bò này có lú sừng nha cô chú chị. Đó. Nhưng thì cũng sừng da nè, lúc lắc, thấy chưa? Đó sừng da. Cái con này thì giống mẹ nhiều mỏ đen, giống mẹ nhiều nên màu lông nó đỏ nè cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối hàng ngày. Đó bà con là muốn mua bò sinh sản, mua bò vỗ béo gì đó vào hai khung giờ đó ha. Cắp mình da dùng thấy không, hai chân trước nè. Đó thì em quan sát là không có con nào bị ốp xe là xuống đúng ruột gì. Bò rất đẹp, lứa bò nó mới sao không mấy 7 tháng tuổi, con này mới 3, xương sóc to kiểu móng nuôi của chú chị. Nói chung thì bò mà bán cho bà con mình về sinh sản thì em phải lựa bò đẹp, bò kiểu bò mẫu ha, xương sóc phải to, qua bự, lông nhuyễn da mỏng. Nhưng mà mấy con này thì hiện tại nó chưa có rụng hết ba cái dàn lông máu của nó nữa. Đó, con này thì đầu trụi, con bên kia thì lú sừng da. Đó thì bà con nào thấy hai bò này mình mua về mình nuôi sinh sản nha. Đó còn không ưng thì coi ủng hộ em cũng được. Đó mình không ưng con này thì mình đợi mình lựa những con khác ha. Đó còn muốn thương lượng tiền xe tiền cậu thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho bà con mình thương lượng. Đây lưng đôi nè, cũng đứt nở dài nở nè, thấy chưa? Cao 1m20 mấy. Những con bển thì cao 1m10 mấy. Đó tướng tá nè, rúng mà thấy chưa, rúng miếng bài bản ha, kiểu mẫu không. Đó rồi thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp. Đó em ghi hình như thế này thôi, còn thương lượng xe cộ thì cô chú chị điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện thương lượng xe cộ ha. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của một con bò đực lỡ ha. Đó đực này thì anh chủ nhà nó được 15 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó chiều cao của nó là em đo là 1m43. Đó này là pháp kem ha. Đó con này thì F2 này cô chú chị. Này F2 F1. Đó con này thì F2 này cô chú chị. Đó cấp mình của nó là tướng tá nè. Đó cô chú chị nhìn kỹ nha. Đít nở dài nở. Đây xương sóc thì rất to. Đó xương sóc thì khá to nha cô chú chị. Nó cắp mình của nó nè. Đây chân móng nè. Nói chung thì móng con bò này móng thì không được đẹp không ha. Móng nó móng cua của chú chị. Nói chung thì bò đực nó vú béo mà. Móng ấy gì mình cũng đâu cần thiết làm gì. Chủ yếu là lượng thịt nó giữ ha. Đây cái đích của nó nè. Đó cái đích với cái ngang của nó nè cô chú chị thấy kỹ không? Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Đó chân móng xương sóc nè khá to ha. Đây cái dàn đít của nó nè, cái chuyện kỹ dàn đít của nó nè. Đó thối thằng không. Đó thì anh chủ nhà muốn bán con bò này giá là 31 triệu 500. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó thì chúng ta cô chú chị nè coi con bò nè, hát số không, cái lưng của nó nè. Đó đít nở dài nở ha. Đó thấy lưng của nó nè. Đây đít nở dài nở nè cô chú chị. Hết thân con bò không. Qua bên kia coi. Đó tướng tá dàn đít lưng nè. Thối thằng bò không. Chiều cao nó tới 1m43 đó. Đó thì cô chú chị nào muốn mua bò này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình.
Thế còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho chú chị em điện trực tiếp nha. Đó thì nói chung thì bò này có chích ngừa viêm da nổi cục, chích ngừa lông mọng lông móng rồi rồi thì bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó mặt mày nè. Đó đực lở nha. 15 tháng tuổi. Đó thì hiện tại con đực này đang cái thời điểm này đang thời điểm nó đang phát nè cô chú anh chị. Đó nếu bà con nào thấy ưng con đực này thì về mình mua về mình nuôi thêm ha, thêm mấy tháng nữa mình sẽ ra chuồng. Đó, cái dàn đít nó hết thăng cái dàn đít không? Đó giá là 31.500.000. Giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, hết thăng con bò không? Nó tướng tá thùng dạo nè. Cáp mình xương sóc thì khỏi nói luôn ha, xương sóc cối luôn. Đó, con bò này xương sóc cối luôn. Đây hai chân trước nè cô chú chị. Không có bị bú hoặc ốp xe là xuống rút xuống ruột gì ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai con bò này thì ý thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Nó giá 31.500.000 thì giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Hết biết cái đít không? Cái đít của nó thì thối thằng luôn nè. Này sân lưng của nó nè, đứng cao nữa. Giờ tài lên mới vừa hết sân lưng của nó nè, đít nở ra theo quan sát thì con bò này thì đít nở dài nở của chú anh chị. Đó, đít nở dài nở ha, tướng tá lực lạc. Đó, cám mình là tướng rất đẹp. Đó thì lứa này nó lụng 15 tháng tuổi đó, ngang thời điểm này thì ngang cái lúc nó đang phát luôn của chú anh chị. Đó mình về mình thúc chừng ít tháng nữa ha, còn ai muốn nuôi cho nó lên thịt nhiều thì mình nuôi chừng đó 6-7 tháng nữa. Nó lứa bò. Nó bò này. Đít cùi khỏi nói luôn cô chú chị, cái dàn dai của nó nè, đinh lưng lưng của nó nè cô chú chị thấy kỹ không? Không được cái lưng. Cái lưng cao quá trộm quay muốn không tới chứ. Đó, chú chị coi cái lưng của nó nè, lưng thì lưng đôi ha, đít nở dai nở ha. Nó tướng tá rất đẹp. Đó thì hình ảnh và giá cả của con đực này thì em gửi đến xong cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào muốn mua con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, giá 31.500.000 ha, giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó, hiện tại bây giờ con đực được 31.500.000 rồi. Thấy hết hình dung không?